Cuối giờ chiều qua ngày 8 tháng 11, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị ngành y tế cần rà soát đánh giá lại tình hình dịch bệnh để có biện pháp ứng phó phù hợp. Đồng thời nhấn mạnh, ngoài sự vào cuộc của các ngành, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp cũng cần phải chủ động ứng phó với tình hình dịch ngay tại nơi sản xuất. Mức độ nhiễm. Nhưng rõ ràng là mình đã có tinh thần là xã phường là pháo đài thì doanh nghiệp cũng là một pháo đài, cũng phải chịu trách nhiệm gần như toàn bộ về công tác phòng chống dịch tại cơ quan đơn vị của mình, tại doanh nghiệp của mình. Còn lại ngành y tế, còn lại địa phương, còn lại thành phố, quận, huyện là cơ quan hướng dẫn hoặc trợ giúp những cái gì mà doanh nghiệp không có khả năng tổ chức thực hiện thôi. Chứ còn không phải là tôi thấy là cái quan điểm là cứ thôi cứ mặc kệ đó, bây giờ cứ kêu sống chung cho nên là ai nhiễm thì xử lý là việc của chính quyền, chứ còn doanh nghiệp vì khó khăn kinh tế quá cho nên bây giờ phải lo phát triển kinh tế rồi việc khác không phải lo cái việc đó, là tôi thấy là cái quan điểm như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định 5K vẫn là biện pháp căn cơ hiện nay trong việc kiểm soát khống chế dịch bệnh, đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương đơn vị, nhất là các doanh nghiệp không được phép chủ quan buông lỏng công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Có một ca F0 ở đây đã sở y tế đã có hướng dẫn rồi về xử lý những trường hợp F0 tại khu công nghiệp, nhưng vẫn lúng túng. Lúc đầu là các khu công nghiệp là cũng là quyết liệt mạnh mẽ lắm, nhưng cái hoạt động yên là bắt đầu là trùng xuống rồi, thường xuyên đi kiểm tra để mà chấn chỉnh nhắc nhở các cái cơ sở này làm tốt hơn. Liên quan đến số F1 tiếp tục gia tăng, lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương hỗ trợ nhau trong việc tổ chức cách ly F1 tập trung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị quận Sơn Trà cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch, có nhận định và đánh giá chuyển cấp độ phòng chống dịch nếu số ca mắc tiếp tục tăng trong thời gian đến.